Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2019 và bây giờ cũng là gần 12 giờ tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu các bạn. Và đầu video thì mình cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đang xem kênh và ủng hộ kênh YouTube mình trong suốt thời gian qua. Và sản phẩm đầu tiên mình buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A30. A30 thì con này thì sẽ có hai phiên bản các bạn nhé. Một con là RAM 3GB và một con là RAM 4GB, bộ nhớ 64 và một con RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Và sản phẩm con này là A30 và con này là bộ nhớ nó là 64GB các bạn nhé. Là RAM 4, bộ nhớ 64 các bạn. Con này là RAM 4GB và bộ nhớ 64GB nhé. Và con này thì còn bảo hành đến hết tháng 3 2020 các bạn nhé. Máy màu nói chung là xanh mà trà xanh là tím tím là nhạt. Nói chung là rất đẹp, hình thức rất đẹp các bạn nhé. Và con A30 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 4 triệu đồng nhé. Đấy, các bạn nhìn màn hình chưa? Đẹp keng luôn các bạn. Đấy, màn hình của nhà Samsung đẹp các bạn. Và cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ 64GB nhé. Thì con này thì mình ở những clip này mình sẽ nhắc luôn, để sẽ có hai phiên bản nhé, một RAM 3 và một RAM 3 bộ nhớ 32 và một RAM 4 bộ nhớ 64 nhé. Con bộ nhớ 64 là sẽ đắt hơn các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức các bạn. Một là các bạn có thể là liên hệ cho mình qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Số điện thoại mình thì có hai số, đây là số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai 221789. Và số thứ hai, các bạn gọi số 1 không được thì bạn có thể gọi số 2 giúp mình nhá. Nhà mình được hai số á. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30 thì các bạn nhanh cửa hàng mình là sớm nhất này. Máy màu xanh xanh lơ lơ rất là đẹp nhá. Còn bảo hành đến cuối tháng 3 2020 nhá. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hình thức là chuyển khoản trước. Và thứ hai, hình thức thứ hai thì là các bạn nào chưa tin tưởng với mình ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm thứ tiếp theo mình buổi tối nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F9 thì cấu hình con này là RAM, cấu hình con này là RAM 4GB nhé. Này vừa con này hình thức rất là đẹp các bạn nhé. Cấu hình giới thiệu thoại này, cấu hình con này RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Sản phẩm Oppo F9 nhé, rất là khá thành công của Oppo nhé. Này, máy màu xanh đen rất là đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm F9 bây giờ nó cũng bỏ mẫu là cũng khá là lâu rồi nhé. Thì F9 đi bỏ mẫu cũng khá là nhiều rồi các bạn nhé. Các bạn nào mà thích sản phẩm bỏ mẫu khá là nhiều rồi nên là bây giờ sẽ không có sản phẩm mới nữa các bạn nhé. Đây, bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 đấy nhé, các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Để biết giá chi tiết con này các bạn có thể liên hệ cho mình là qua Zalo hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Đây, hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách xong. Đây, một chị gái rất là xinh. Đây. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và trên thị trường bây giờ thì cũng có rất nhiều sản phẩm, là hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem sản phẩm Oppo F9 nhé. Đây thì mình sẽ cho đây thì mình sẽ giới thiệu qua là bây giờ rất nhiều là mẫu sản phẩm Oppo F9 đấy. Đây các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đấy, F9 nêu Facebook đấy. Bây giờ thì đó, hàng F9 trôi nổi rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn mua sản phẩm Oppo F9 đi các bạn cẩn thận nhé. Thì vì các cái hàng trôi nổi như Oppo F9 này đấy, F9 mà hàng Facebook đấy. Cái dòng Mi thì sách tay thì mình không nói, nhưng mà dòng Oppo F9 nhé, F9 thì bây giờ bên Trung Quốc ấy, thì đang có một cái loại mà F9 ra mà giá rẻ lắm các bạn nhé. Đấy. Hai con này nó đều bản 128GB hết đấy các bạn. Đấy. Nhưng mà giá cực kỳ là rẻ nhé.
nhưng mà mình cũng không dám nhập về bán cho các bạn, vì hàng này lúc mà lỗi thì cũng cực kỳ là khó sửa các bạn nhé. Đấy, các bạn nên trên thị trường các bạn mua bán cũng cân nhắc một chút nhé, tại vì cũng có rất nhiều sản phẩm Oppo F9 mà nói chung là hàng nội địa Trung Quốc ấy, thì các bạn mua nên là cẩn thận nhé. Đây là mình cũng nhắc khéo cho các bạn thôi. Các bạn nào nói chung là hợp với tiền các bạn thì các bạn cũng vẫn cứ mua thôi. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus thì con này hình thức là con này máy gray, hình thức con này đẹp 95%. Thì con này bên mình đang thanh lý với giá là 3 triệu đồng. Con này là iPhone 6 Plus thì hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách. Và con này là bộ nhớ 16GB đấy ạ. 6 Plus bộ nhớ 16GB đấy ạ. Con này thì được cái viên pin thì khách mới thay nhé. Đây, dung lượng tối đa là 100%. Con này thì pin thì khách vừa mới thay các bạn nhé. Đấy. Hôm nay vừa mới lựa lại khách con này. Hình thức là còn 95%. Máy gồm gray rất đẹp nhé. Và sản phẩm iPhone 6 Plus này, bản 16GB này, thì bên mình đã thanh lý với giá là 3 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus thì các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Nói chung điện thoại bây giờ rất là rẻ các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S Plus. iPhone 6S Plus thì hôm nay mình vừa về con này xong. Hình thức con này đẹp 95-96%. Thì và sản phẩm iPhone 6S Plus thì bên mình đang thanh lý với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus, các bạn nên tay hàng mình là sớm nhất. iPhone 6S Plus con này cũng là bản Mỹ nhé, 16GB các bạn nhé. Đấy, thì bên mình đang thanh lý với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Đây, 6S Plus nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc mình nay là về được chiếc ba chiếc Samsung A5 2017 nhé. A5 2017 hình thức là đẹp, máy hình thức là đẹp A5 2017, máy hình thức bên mình là đẹp 98 trên 9% nhé. Máy màu đen bóng rất đẹp các bạn nhé. Ba con này đều là bản Hàn nhưng mà mình đã lên hai sim nhé, nên là các bạn về chỉ việc là lắp sim và dùng thôi nhé, nên là các bạn cứ yên tâm ạ. Không phải lo về, thường thường bản Hàn thì xách tay về Việt Nam thì sẽ là hai sim, nhưng mà các cái bản Hàn bên mình nhập về thì sẽ được lên là hai sim, tất hai hai sim hết rồi các bạn nhé. Đây, máy màu đen bóng rất đẹp quá, các bạn nhìn tráng gương. Và cấu hình con này là RAM 3GB và RAM 3GB bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Nói chung là sản phẩm Samsung A5 thì con này thì nói chung là không to quá, không nhỏ quá. Nói chung là có cho cổng chân sạc, rồi cổng chân sạc là Type C nhé, rất là thích nhé. Đây, máy được bo cạnh này. Những các sản phẩm máy Hàn này là mình nhập nguyên zin nguyên chiếc về các bạn nhé. Đây, máy Hàn rất là đẹp ạ. Bạn nói thích sản phẩm Samsung A5 2016 thì các bạn nên đặt hàng như mình A5 2017 nhé. Các bạn nhanh tay đặt hàng như mình là sớm nhất. Nhà mình thì có hai chiếc đen bóng nhé và một chiếc màu hồng dành cho các bạn gái tuổi teen rất là thích nhé. Nhà các bạn mà có bà xã hay là bạn gái người yêu, các bạn có thể sản phẩm Samsung A5 màu hồng này cho bạn gái rất là tuyệt vời nhé. Cái này cũng không màu vàng hồng quá đâu, nó chỉ hao vàng 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 là cọc Type C này. Thì sản phẩm Samsung A5 2017 này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Nói chung là sản phẩm A5 2017 này mình sẽ bao giá cho các bạn là giá cực kỳ hấp dẫn và ok các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm ạ. Máy bên mình là zin đét nguyên bản luôn nhé. Đây, này về 3 chiếc. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này các bạn nhớ đặt hàng mình sớm nhất nhá. Máy màu đen màu hồng rất đẹp ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc hai chiếc iPhone 5 thường. Và sản phẩm iPhone 5 thường thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất nhé. Thì hôm nay thì hai con này, một trắng và một đen nhé. Đấy. Máy hình thức rất là đẹp các bạn nhá. Và nào thích sản phẩm iPhone 5 thường, một máy nhỏ gọn này, tặng người thân hay là bố mẹ cũng rất là tuyệt vời nhá. Và bây giờ thì cũng rất là muộn rồi, mình rất là buồn ngủ rồi, mình cố gắng mình live vờ mình xong mình đi ngủ sớm cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay thì các bạn là chiếc Sony Xperia. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Cấu hình của Xperia thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Mình thì còn màu gold này và màu hồng các bạn nhé. Đây, máy được bo tròn rất là đẹp các bạn nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Sony Bowman thì bạn nên cái hàng mình sớm nhất nhé. Và ở clip này thì mình sẽ nhắc các bạn luôn, vì tính mình thì mình hay bị quên. Các bạn nào đã đặt hàng bên mình rồi mà mình chưa ship ấy, thì mong các bạn là gọi lại hoặc là nhắc lại giúp mình nhé. Và hỏi là xem hàng mình đã ship chưa nhé. Mong là các bạn thông cảm nhé. Tại vì tính mình thì hay bị quên, tại vì cũng nhà mình thì cũng bận việc mà. Đó là mình nhiều khi mình lơ đãng mình bị quên đi. Mong các bạn thông cảm nhé. Nhắc lại giúp mình. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngay giới thiệu các bạn là chiếc ba chiếc Oppo. Nhà mình có hôm nay là về thì chiếc hai chiếc Oppo A1K. Và sản phẩm Oppo A1K này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000. Và Oppo A1K thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Pin rất là ok nhá. Các bạn muốn biết chi tiết về các máy móc bên mình giới thiệu thì các bạn có thể lên Google search giúp mình nhá. Nhà mình thì có hai về hôm nay về là chiếc hai chiếc nhá. Hai chiếc Oppo A1K các bạn nhá. Đây về chiếc hai chiếc ạ. Và sản phẩm đây cũng là tiếp biểu là chiếc Oppo F1S. Đây F1S thì hôm nay mình cũng vừa biết tên này. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Này. Mặt lưng con này dùng ốp thì hơi bị xước 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 một chút nhá. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng nhá. Cài cái quái thì rất là khó chịu. Thôi mình cũng cài là bổ sung, mình cũng reset lại. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s thì các bạn nên cái hàng mình sớm nhất này, máy màu đen nhá. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay mình về tiếp ba tục ba chiếc màu gold các bạn nhá. Màu đen thì bên mình đang hạn tài đang hết nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn nên cái hàng là mình sớm nhất nhá. Con này thì đây, hình thức là đẹp 98.99% nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro thì bạn nghe hàng mình sớm nhất. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro nhá. Nói chung là sản phẩm Samsung Z7 Pro cũng khá thành công của Samsung nhé. Rất là ok ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay em giới thiệu các bạn là chiếc hai chiếc Samsung A5 2015. Thì hai chiếc Samsung A5 2015 này, thì hai con này thì bên mình thanh lý với giá đồng giá với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2015 này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Hai con này thì bên mình đang đồng giá với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Đấy, con gái rất là xinh nhá, rất là cute các bạn nhé. Nhà mình có hai chiếc nhỉ. Nhà các bạn nào có ông bà bố mẹ mà thích sản phẩm Samsung mà mắt kém mà chữ to này, các bạn có thể là dùng một sản phẩm Samsung tặng bố mẹ ông bà rất là tuyệt vời nhé. Và máy là hai sim nhé, tuy bộ nhớ là hơi thấp tí nhưng mà dành cho ông bà mà xem YouTube rất là tuyệt vời nhé. Được cái màn hình Samsung thì nó đẹp các bạn, sáng lắm, nó sáng rất là sắc nét nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Bright. Hình thức con Z7 Bright, hình thức con này là 80% nhé. Máy hình thức là hơi bị xấu một chút nhé, khách thì dùng lâu năm rồi này. Thì và sản phẩm Samsung Z7 Bright này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Con này là bản công ty 2 sim các bạn nhé. Con này Z7 Bright bản công ty 2 sim nhé. Hình thức con này là đẹp mà hôm nay mình vừa mới lượng khách, hình thức là đẹp 80% nhé. Đây các bạn nhìn hình thức qua máy điện. Nói chung là đây, hình thức qua máy điện. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Thích sản phẩm Samsung Z7 Plus không các bạn, con không quan trọng về hình thức ấy, thì bạn nên đặt hàng thì mình sớm nhất nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 cộng. Z7 cộng này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000. Và con này thì hình thức là đẹp mà con này phải đẹp 97% các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000. Và cấu hình con Z7 cộng này thì là cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Đấy, máy cũng rất là đẹp nha, Z7 cộng nha. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 cộng bạn nên hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Sony XZ. Nhà mình còn một chiếc màu bạc nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ thì các bạn nên hàng mình là sớm nhất nhé. Nhà mình thì còn sót một chiếc, đúng một chiếc màu bạc các bạn nhé. Nói chung là giá con này thì mình sẽ ưu đãi nhất cho các bạn nhé. Các bạn về biết giá chi tiết thì các bạn có thể là liên hệ cho mình qua Zalo.
hoặc là các bạn gọi là trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn đến Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì con này bên mình đang thành lập với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này nhé thì các bạn nên đặt hàng với mình sớm nhất nhé. Máy màu xanh, con này đẹp 9899 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này các bạn nên đặt hàng với mình sớm nhất nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo và hoan hỉ chia sẻ video cho mọi người, người thân. Biết đâu mọi người thân là thích sản phẩm điện thoại cũ nào bên bạn này thì các bạn có thể là ủng hộ mình nhé. Và các bạn có thể là các bạn vào kênh YouTube của mình này. Các bạn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Này các bạn kích vào mục đăng ký kênh YouTube và bật chuông thông báo các bạn nhé. Và nhà mình thì có hai kênh YouTube thì đây các bạn sang kênh bên này Triệu Phú TV 2 các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đây ạ. Đây các bạn có thể kích vào đăng đây các bạn có thể kích vào kênh đăng ký kênh và các bạn bật chuông thông báo có những cái video gì mà mới nhất ấy thì các bạn có thể là được xem đầu tiên và được chọn các sản phẩm đầu tiên ấy. Bình thường nhà mình hay chốt đơn vào buổi sáng. Thì các bạn nào mà chốt đơn vào buổi sáng thì các bạn có thể là chốt đơn vào buổi sáng và buổi trưa mình sẽ ship cho các bạn. Có bạn nào chốt buổi chiều buổi tối thì phải hôm sau mình ship cho các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và chúc tất cả bạn đang xem video ấy có một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Chào các bạn nhé.